Hôm nay chúng ta sẽ học thực hành là thêm cái phần đó là tài sản cố định cấu hình và công cụ dụng cụ. Thì đối với trong giáo trình mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có tổng là 7 hóa đơn về tài sản cố định cấu hình cũng như là công cụ dụng cụ, máy móc phục vụ cho sản xuất kinh doanh và bộ phận văn phòng. Thì chúng ta có hai bộ phận chính, đó là bộ phận sản xuất thịt, sản xuất dưới công trình và sản xuất ngoài phân xưởng, và bộ phận là bộ phận văn phòng. Thì chúng ta sẽ có những cái hóa đơn chứng từ liên quan đến tài sản, bao gồm là máy ô tô cũng như máy chạm trộn bê tông và các cái xe ô tô để chiếc bạ, tất cả những chi phí mà liên quan bao gồm cả phân xưởng và sản xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành thực hành trên MISA. Thì trên MISA thì bước 1 là chúng ta sẽ vào phần mua hàng và chúng ta chọn cái phân hệ là mua hàng hóa dịch vụ, và chúng ta sẽ bấm thêm. Thì đối với tài sản cố định cấu hình và công cụ dụng cụ thì chúng hoặc là phân bổ chi phí trả trước thì chúng ta không sử dụng cái nhập kho, nên ở đây chúng ta sẽ phải chọn cái phân hệ thứ hai, đó là mua hàng trong nước không nhập kho, tức là không có kho. Thì ở đây là chúng ta sẽ có hai hình thức thanh toán, đó là chưa hành toán và hành toán ngay, tức là bằng tiền mặt, hoặc là chúng ta chưa hành toán chưa cộng nợ 331. Và để lần lượt thực hành những từng hóa đơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có các cái hóa đơn phát sinh trong kỳ. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hành cho hóa đơn 1056 là hóa đơn mua về máy biến áp. Thì đối với hóa đơn mua máy biến áp thì chúng ta cũng khai báo các thông tin và lên thông tin giống như các cái hóa đơn nguyên vật liệu hàng hóa ở cái bài trước kia là chúng ta đã thực hành. Thì ở đây chúng ta bấm thêm mới và sau đó chúng ta nhập cái thông tin về ngày tháng của hóa đơn. Và sau khi chúng ta nhập ngày tháng hóa đơn rồi thì các thông tin khác mặc định và nhà cung cấp thì chúng ta sẽ chọn là công ty Đông Anh Hà Nội. Thì ở đây cái mã số thuế là 83 cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn cái thông tin là 83. Và người mua hàng thì chúng ta có thể là thêm hoặc là chúng ta chọn cái thông tin mặc định là một kế toán duy nhất là người mua hàng luôn. Và ở đây là cái phần mua hàng, thì do cái tài sản cố định cấu hình này chúng ta chưa có tạo mã trên cái danh mục hàng đơn vị nhập tồn cũng như là các thông tin khác thì nó sẽ không có, nên để chúng ta thêm thì chúng ta sẽ bấm cái dấu cộng là mã hàng và sau đó chúng ta khai các cái thông tin cần thiết. Ví dụ ở đây là máy biến áp thì chúng ta gọi tắt là máy biến áp, và chúng ta có thể là ghi thêm các thông tin hoặc là chúng ta sẽ để nguyên là máy biến áp, và các bạn sẽ copy cái thông tin ở trên nội dung trên hóa đơn hoặc các bạn gõ tên chi tiết trên hóa đơn. Và sau đó chúng ta sẽ chọn ở cái phần là tính chất thì chúng ta sẽ chọn là dịch vụ hoặc là diễn giải. Thì ở đây chúng ta không chọn vật tư, hàng hóa cũng như thành phẩm, dịch vụ, mà chúng ta sẽ chọn chỉ là cái nội dung diễn giải mà thôi, tức là chúng ta không có quan trọng về cái nhập store. Thì ở đây là máy móc thì chúng ta sẽ không nhập tồn kho, nên chúng ta sẽ không để ở cái phần là thành phẩm hay là vật tư hàng hóa, mà chúng ta sẽ chọn cái phần là chỉ là diễn giải. Và sau đó các bạn bấm cất. Thì sau khi các bạn đã khai báo thông tin thì MISA sẽ cho các bạn các thông tin về chi phí. Thì ở đây là chúng ta mua cái máy biến áp này thì dùng cho cái bộ phận là sản xuất, mà bộ phận sản xuất thì máy biến áp này thì chúng ta sẽ sử dụng tài khoản là 211. Trong 211 thì sẽ có chi tiết các tài khoản bao gồm 2111 là nhà cửa và kiến trúc, 2112 máy móc thiết bị, 2113 phương tiện vận tải truyền dẫn, 2114 chúng ta sử dụng phương thiết bị dụng quản lý, và 2115 cây lâu năm súc vật làm việc cho ra sản phẩm như trâu, bò và những cây lâu năm khác. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng tài khoản là 2112 là máy móc thiết bị, và chúng ta chọn cái đơn vị tính thì có thể là thêm hoặc chúng ta không cần thêm. Thì ở đây chúng ta mua một chiếc máy duy nhất mà thôi với cái giá trị tiền với số lượng là 239 triệu. Như vậy chúng ta sẽ có cái số lượng và đơn giá thành tiền thì ở đây là 239.
1.671.000, và chúng ta các cái thông tin chúng ta không cần thiết khai báo thì chúng ta bỏ qua, và sau đó chúng ta khai báo các thông tin về thuế suất thuế giá tăng, thì thuế suất ở đây trên hóa đơn là 10%. Và sang thông tin hóa đơn thì chúng ta kê khai thông tin hóa đơn bao gồm là 1056. Nếu các bạn cần thì các bạn có thể làm copy các cái thông tin trên đây là DA/18, các bạn dán vào, và các thông tin khác về mã ký hiệu hóa đơn. Nếu không cần thiết thì các bạn có thể là không cần phải kê khai, do cái mẫu chúng ta mà khai báo thuế cũng như là cái phần hệ trước kia việc khai báo thuế thì chúng ta phải khai mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn và ngày hóa đơn. Thì đối với thông tư 119 ra đời thì các cái thông tin khác, ví dụ như mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn đã được bỏ lược bớt, và chỉ còn lại số hóa đơn và ngày hóa đơn và các cái thông tin chính yếu còn lại, nội dung chính giải, diễn giải và cái giá trị trước thuế cũng như là tiền VAT, và cũng bỏ luôn cái cột thuế suất thuế giá tăng mà chỉ cần ghi tiền thuế giá tăng. Thì như vậy là sau khi các bạn đã khai báo xong thì các bạn kiểm tra lại là các cái tổng tiền hàng cũng như là số thuế là đã khớp với cái nội dung trên hóa đơn hay chưa. Thì nếu đã khớp thì các bạn sẽ bấm cắt và lưu trữ. Và sau khi các bạn đã khai báo xong cái thông tin là về các hóa đơn máy biến áp thì tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cho các cái hóa đơn còn lại là 22, thì sẽ đến hóa đơn số 1500. Hóa đơn 1500 chúng ta sẽ mua chạm trộn bê tông 90 khối trên giờ, thì ở đây chúng ta sẽ khai thêm cái thông tin, các bạn bấm thêm và khai báo thông tin là ngày trên hóa đơn. Và các bạn sẽ cũng chọn phần hệ thứ hai, mặc định phần mềm đang chạy cho chúng ta, đó là mua hàng trong nước không qua kho, và nội dung cũng là mua hàng chưa thanh toán, và chúng ta mua với công ty là Thìn Hòa với cái mã số thuế sau đuôi là 62. Và người mua hàng thì chúng ta có thể thêm ai là người đối tượng trực tiếp mua hàng, còn nếu không có thì chúng ta bỏ qua. Và đối với cái mã chạm trộn bê tông này chúng ta cũng chưa có khai báo thông tin trên phần mềm, nên ở đây chúng ta sẽ chọn lại cái thông tin khai báo. Là chạm trộn bê tông thì ở đây chúng ta sẽ có cái thông tin chi tiết hoặc nhập thông tin chi tiết, tùy theo cái cách các bạn làm việc thì các bạn chọn như thế nào thì các bạn sẽ tính chất. Và sau đó chúng ta chọn tính chất chỉ là nội dung diễn giải và các bạn bấm cắt. Và tài khoản chi phí thì các bạn sẽ chọn tài khoản là 211, nhưng ở đây là máy móc thì các bạn sẽ chọn 2112 là máy móc thiết bị, và các bạn cũng gõ số lượng mà các bạn chúng ta mua là bao nhiêu. Và ở đây giá trị tiền là chúng ta đang mua với cái giá là 1.600.000.000 đồng. Và chúng ta sang thông tin để kê khai thuế giá trị gia tăng là 10%. Và nội dung thông tin hóa đơn thì chúng ta cũng sẽ khai báo là số hóa đơn là 1500. Các thông tin như mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn các bạn có thể khai báo thêm, hoặc nếu không cần thiết các bạn có thể bỏ qua. Và sau khi các bạn khai báo xong thì các bạn sẽ chọn chức năng là cất để các bạn lưu thông tin lại. Tiếp theo chúng ta đến cái thực hành hóa đơn số 15012. Chúng ta mua cổng trục một dầm, và thao tác cũng tương tự, chúng ta sẽ bấm phần thêm và sau đó các bạn khai báo thông tin về ngày tháng hóa đơn, lựa chọn nhà cung cấp và lựa chọn thông tin người mua hàng. Sau đó chúng ta sẽ khai báo thêm cái thông tin là cổng trục. Và các bạn có thể là copy cái thông tin này, các bạn dán sang. Ở đây là cổng trục một dầm thì nó sẽ tính theo cái phần hệ là hệ thống chứ không phải là một cái sản phẩm. Và sau đó chúng ta cũng sẽ chọn các tài khoản tương ứng máy móc thiết bị. Và số lượng chúng ta sẽ là 1.
với giá tiền là 300 triệu đồng. Chúng ta sẽ khai báo các thông tin về thuế xuất thuế gia tăng và thông tin về số hóa đơn. Và chúng ta cất để lưu trữ thông tin. Sau khi các bạn đã khai báo thông tin về 22, 24, 25 và bắt đầu chúng ta đến các cái hóa đơn tiếp theo, đó là về 32.1. Thì đối với hóa đơn 32.1 là chúng ta đang thực hành về mua các cái phương tiện máy móc cùng dụng cụ để sử dụng cho bộ phận văn phòng, bao gồm máy in và máy photo. Thì ở đây chúng ta cũng lựa chọn thứ nhất khai báo thông tin ngày mua hàng. Và chúng ta khai báo thông tin nhà cung cấp. Sau đó chúng ta khai báo thông tin của người mua hàng. Và ở đây chúng ta có 3 hàng, tức là chúng ta có 3 sản phẩm thì chúng ta sẽ khai đúng 3 hàng. Sau khi các bạn đã khai báo xong thông tin của 3 mã sản phẩm mà các bạn vừa tạo thì bây giờ các bạn sẽ chọn lần lượt các cái thông tin trên nội dung diễn giải hóa đơn. Với tài khoản chi phí thì các bạn sẽ chọn máy in Canon 2900 với giá trị tiền là 2.680.000 đồng, thì lúc này chúng ta sẽ lựa chọn tài khoản là 242 mà chúng ta sẽ không phải là tài khoản 211, vì theo thông tư số 45 thì chúng ta sẽ theo điều 3 thì những tài sản mà có giá trị từ dưới 30 triệu đồng thì chúng ta sẽ được xem là phục vụ dụng cụ và phân bổ thành chi phí trả trước là 242 và thời hạn tối đa là 36 tháng theo thông tư số 78 và thông tư số 45 hoặc thông tư 96 về thu nhập bệnh nghiệp. Về những tài sản mà có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên thì chúng ta xem là tài sản quy định hữu hình và phân bổ theo cái phụ lục thông tư số 45. Thì ở đây máy in laser thì chúng ta cũng là 24 triệu thì cũng phân bổ là 242. Chỉ có một cái tài sản duy nhất, đó là máy photo Canon 2050 là 35 triệu đồng thì chúng ta sẽ khai vào 211. Thì ở đây là máy móc thiết bị thì chúng ta cũng sẽ, hoặc là chúng ta sẽ gõ là 214 là thiết bị dụng cụ quản lý. Và số tiền lần lượt là số lượng chúng ta đều mua là 1, giá trị thành tiền chúng ta là 1. Chúng ta khai báo thông tin về thuế xuất của mặt hàng và sau đó chúng ta khai thông tin về hóa đơn và chúng ta kiểm tra lại tiền VAT và tiền thuế, tất cả thông tin khác nếu cấp chúng ta cắt để lưu trữ. Tiếp theo chúng ta đến hóa đơn số 35, mã 35 cho hóa đơn số 1192, và 1192 là chúng ta mua máy phát điện
Đầu tiên chúng ta cũng khai báo thông tin về ngày của hóa đơn. Khai báo thông tin nhà cung cấp. Sau đó là khai báo thông tin người mua hàng. Và các bạn sẽ khai báo các thông tin tiếp theo. Máy phát điện chúng ta cũng chọn là máy móc thiết bị và số lượng là 1, có giá trị tiền là 137 triệu đồng. Chúng ta khai báo thông tin về thuế suất, khai báo thông tin về hóa đơn để lên tờ khai thuế giá tăng. Các bạn kiểm tra lại thông tin đã đầy đủ chính xác thì chúng ta sẽ bấm lưu trữ bằng cách. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hóa đơn cho các mục về 36, đó là 560, 5632. Hóa đơn 5632 là chúng ta thực hành về mua xe ô tô Camry. Như vậy chúng ta cũng bấm thêm và chúng ta khai báo thông tin ngày mua hàng. Lựa chọn nhà cung cấp và chúng ta thông tin liên hệ người mua hàng. Với thông tin xe Camry thì các bạn sẽ phải khai báo thêm thông tin. Các bạn phải khai báo thêm thông tin là xe Camry và các bạn cất lưu trữ thông tin. Ở đây chúng ta sẽ có tài khoản là tài sản cố định hữu hình. Chúng ta chọn 2113 phương tiện vận tải truyền dẫn. Số lượng xe là 1 xe. Và ở đây chúng ta sẽ gọi số tiền là 1 tỷ 383 triệu. Chúng ta khai báo thông tin về thuế suất, thông tin về để khai báo VAT và chúng ta bấm cắt. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo thêm một thông tin nữa là về giấy nộp tiền trước bạ. Đối với ô tô thì chúng ta sẽ nguyên giá của ô tô là giá chưa bao gồm thuế giá tăng và nguyên giá của ô tô thì là giá chưa bao gồm các cái khoản thuế giá tăng là 1 tỷ 383 triệu đồng cộng với cái khoản thuế trước bạ và cộng với cái khoản thuế không được hoàn lại khác thì chúng ta sẽ hình thành nên nguyên giá. Còn các cái chi phí như bảo hiểm và các cái chi phí khác thì chúng ta sẽ đưa vào 242 để phân bổ, hoặc cái lệ phí đăng kiểm hoặc lệ phí khác chúng ta sẽ làm đưa 642 thẳng vào chi phí để sử dụng. Còn ở đây chúng ta sẽ nguyên giá bằng giá chưa có thuế giá tăng cộng với lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ ở đây chúng ta đang đóng là 182 triệu 556 nghìn đồng với thuế suất của thuế trước bạ là 10%. Chúng ta bấm thêm thông tin và chúng ta sẽ khai báo tiếp về cái nội dung ngày 05/02. Chúng ta khai là nộp cho chịu thuế cũ chi. Chúng ta sẽ chọn TAT Attest.
với giá tiền là 182.556.000 đồng, là giá trị về thế chấp bạn. Các thông tin khác về thế chấp, tất cả các thông tin khác các bạn không cần thiết, tại vì đây là cái phần giá trị không có VAT nên chúng ta chỉ khai đến bước này là chúng ta đã đủ. Nhưng ở đây là chúng ta không phải 331 mà chúng ta sẽ nộp bằng tiền mặt. Thì ở đây các bạn có thể gọi trực tiếp bằng 711 hoặc các bạn sẽ chọn cái thông tin là mua hàng thanh toán ngay. Thì như vậy là phần thế chấp bạ là chúng ta nộp bằng tiền mặt, hoặc chúng ta dựng ngân hàng thì chúng ta sẽ chọn là 331 như bình thường. Hoặc các bạn vào cái phần nghiệp vụ ngân hàng để các bạn khai báo thông tin. Thì sau khi các bạn đã khai báo thông tin xong, các bạn bấm cất. Thì như vậy là chúng ta đã khai thiếu về cái số hóa đơn đó là 53964. Các bạn có thể khai báo thông tin ở đây về phía trước bạ này, thì các bạn có thể khai báo ở đây, hoặc các bạn có thể là vào trực tiếp phần quỹ để các bạn lập thiếu chi tiền. Các bạn sẽ khai báo thông tin thiếu chi tiền đầy đủ tất cả về thông tin, hoặc các bạn sẽ vào cái phần nghiệp vụ khác. Các bạn vào phần nghiệp vụ khác và các bạn thêm thông tin và các bạn khai báo như bình thường. Có những bạn thì nộp thế chấp bạ thì mình sẽ hạch toán vào tài khoản 339 để sau đó các bạn mới kết chuyển về 211, hoặc các bạn có thể làm tắt luôn cái bộ toán như trên. Như vậy là sau khi các bạn đã khai báo các thông tin xong về các cái nghiệp vụ là mua tài sản cố định hữu hình và công cụ dụng cụ, thì sau khi các bạn khai báo xong thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách là vào cái phần đó là báo cáo tài chính, các bạn chọn cân đối tài khoản và các bạn chọn cái thông tin. Và các bạn chọn cái hệ số đối chiếu là 2 và số dư hai bên. Các bạn bấm đồng ý. Sau khi bạn khai báo xong các thông tin thì các bạn sẽ thấy rằng là tài sản cố định hữu hình của chúng ta tổng cái giá trị là 3.877.227. Thì các bạn có thể kiểm tra lại các cái thông tin mà lần trước các bạn đã đưa vào sổ. Như vậy là theo cái thông tin ở trên thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang khai báo với giá trị tổng tài sản là 3.877.227.000. Nhưng tổng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đang thực hành và khai báo lên tới 4.497. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta vào công cụ tài sản để chúng ta đối chiếu lại, như vậy có một hóa đơn nào đó chúng ta đã lên bị thiếu. Thông tin chúng ta đối chiếu như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đối chiếu cho hóa đơn đầu tiên về mặt giá trị là 239 là chúng ta đã lên sổ, 137 chúng ta đã lên sổ, 1.6 thì chúng ta cũng đã lên sổ, 300 chúng ta đã lên sổ, 35 chúng ta cũng đã lên sổ, và 1.383 chúng ta cũng đã lên sổ đầy đủ, và 182 thì chúng ta cũng được lên sổ đầy đủ. Riêng có một cái thông tin cho cái hóa đơn mà chúng ta lên sót, đó là hóa đơn
về máy xúc đào là 620 triệu, cho hóa đơn là 1122. Thì như vậy là thông tin về hóa đơn 1122 là chúng ta chưa lên đầy đủ, nên chúng ta sẽ tìm lại cái hóa đơn số 1122. Ở đây là hóa đơn số 1122. Chúng ta căn cứ vào hóa đơn 1122, chúng ta sẽ khai báo thêm cái thông tin của hóa đơn. Đầu tiên, bước 1 chúng ta vào mua hàng. Sau đó chúng ta sẽ chọn phần thêm. Khai báo thông tin về hóa đơn, bao gồm ngày mua hàng, ta lựa chọn khai báo thông tin nhà cung cấp. Và máy xúc, máy đào thì chúng ta còn chưa có. Máy xúc đào. Với số tiền là 620 triệu đồng. Khai báo thông tin về thuế xuất. Khai báo thông tin về số hóa đơn. Ta bấm cất. Như vậy chúng ta kiểm tra lại các thông tin về tài sản của định hữu hình bằng cách kiểm tra ở cái tài khoản là bảng cân đối phát sinh, và sau đó các bạn sẽ ra được cái số cái chi tiết. Chúng ta sẽ vào báo cáo, bước 1 chúng ta vào báo cáo, bước 2 chọn báo cáo tài chính, bước 3 chọn cân đối tài khoản, và các bạn chọn khai báo thông tin, các thông tin về ngày, bậc tài khoản hiển thị và số dư hai bên hay một bên. Và sau khi các bạn đã xong thì các bạn sẽ ra được cái kết quả mà của trong cái quý hoặc kỳ chúng ta kiểm tra. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy kiểm tra tài khoản 211 thì các bạn sẽ vào kiểm tra lại và các bạn sẽ thấy đối chiếu lại cái kết quả mà các bạn đã từng làm trên Excel. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tổng giá trị ở đây là 4.497.227 triệu đồng và đã khớp hai biên số với nhau. Đồng thời các bạn cũng xem lại cái sheet mà trước kia chúng ta đã làm trên Excel, phân bổ ở đây cũng là 4.497.227.000 đồng. Như vậy là sau khi chúng ta đã khai báo xong thì chúng ta đã nhập xong đầy đủ về các cái thông tin và các hóa đơn về tài sản của định hữu hình.